Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, tuổi Mão chính là con giáp thứ tư trong tử vi 12 con giáp. Mèo là biểu hiện của sự trường thọ và được coi là sự may mắn tự nhiên. Họ được thừa hưởng những phẩm chất tuyệt vời và vô cùng tinh tế. Người tuổi Mão nói chung và Đinh Mão nói riêng là người nhẹ nhàng, duyên dáng, tốt bụng. Bản chất tự nhiên của họ là ngoại giao, họ có sự gắn kết chặt chẽ với tất cả mọi người. Chính vì thế, họ là những người sẽ giành được những thành công nhất định trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, vận trình trong tháng 12 âm lịch này có suôn sẻ cho họ hay không? Các hung nạp vận chi tiết của tuổi Đinh Mão sẽ ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy cũng như lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Đinh Mão trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 1 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 12, tức ngày 25 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 12, tức ngày 6 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất là ngày mùng 2 tháng 12, tức ngày 14 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 12, tức ngày 26 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 12, tức ngày mùng 7 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi Đinh Mão cho thấy tháng 12 là tháng may mắn đối với bản mệnh. Người làm công ăn lương sẽ được tăng lương, người kinh doanh gặp được vận tốt, tài lộc luôn may mắn, có số đào hoa, sức khỏe ổn định. Kỷ âm thổ gặp Mão âm mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mão sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời.
Trong tháng này, các gia chủ Đinh Mão sẽ cần chú ý ngày âm lịch 13 tháng 12 năm 2020, tức ngày 25 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Giáp Dần cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Đinh Mão. Trong sự nghiệp, tuổi Đinh Mão có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Bản mệnh vốn là người có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có thể được cấp trên ưu ái, giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng, mà còn khiến bạn thêm vững tâm, tiến bước. Tuy nhiên, những người tuổi Đinh Mão cần phải kiểm soát lại cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí mình đang có. Đồng thời, bản mệnh cũng nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải. Bởi có những chuyện, dù ta không mong muốn, thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để con đường công danh, sự nghiệp rộng mở, phát triển mạnh mẽ, tạo bước ngoặt lớn, thay đổi cuộc đời, những gia chủ tuổi Đinh Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang bên mình vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội được tư vấn miễn phí từ thầy Gia Cát tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Về tài lộc, bước sang tháng 12 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Bạn có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới, tuy nhiên những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Vận tài lộc của tuổi Đinh Mão không có nhiều khởi sắc trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng như ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm và khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc thực sự không cần thiết. Còn với người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Đặc biệt trong năm 2020, Đinh Mão nằm trong bộ tứ hành xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên đã phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đào đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Đinh Mão trong tháng 12 âm lịch không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa đồng được với đối phương. Tuy bạn là người cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng lại không nhiệt huyết, ga lăng. Bản mệnh đừng vì thế mà buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Còn với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán và tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Đinh Mão hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Về sức khỏe,
Sức khỏe của những người tuổi Đinh Mão có thể không tốt vào tháng 12 âm lịch. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Ngoài ra, những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả làm cho thị lực của bạn ngày càng giảm sút. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên bạn nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Bản mệnh cũng nên chăm tập thể dục, thể thao để duy trì trạng thái tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Đinh Mão trong tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ hơn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!